Trong 2 ngày 17 và 18 tháng 6, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Hòa Bình đã tổ chức hai đêm tuyên truyền lưu động tại xã Phú Vinh và Ngổ Luông của huyện Tân Lạc, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng nông thôn mới đến với mọi tầng lớp nhân dân. Đội tuyên truyền lưu động Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh đã đem đến phục vụ nhân dân hai xã Phú Vinh, Ngổ Luông chương trình nghệ thuật tổng hợp gồm ca múa nhạc, tiểu phẩm tuyên truyền và phần tuyên truyền miệng với chủ đề chung tay xây dựng nông thôn mới. Chương trình tuyên truyền lưu động của đội tuyên truyền lưu động tỉnh Hòa Bình được san dựng công phu, phong phú về nội dung, thể loại, đã được nhân dân đón xem và cổ vũ nhiệt tình, góp phần làm phong phú thêm đời sống của bà con nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.